Tập 7. Nhược Tư, cậu hãy nhìn mình một cái được không? Có đẹp không? Dự ý chứ. 3 năm rồi, mình vẫn luôn một lòng trung tình với cậu. Mình xin nói với cậu một lần cuối cùng, mình và cậu chỉ là quan hệ bạn học, cả đời này không thể ở bên nhau được. Mình và cậu không phải cùng một loại người, mình sẽ không thích cậu đâu. Nhược Tư, đúng là không lường trước được mọi chuyện. Đúng vậy, đúng là nội bộ chúng ta có người đưa tin cho Diên Bỉnh Chương. Diên Bỉnh Chương đã từng làm tỉnh trưởng, con người này sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Chắc chắn sẽ có hành động nào khác nữa. Tôi lo là hắn ta sẽ đem chuyện này thông báo khắp xã hội, làm lộ kế hoạch hoạt động của chúng ta. Nếu như vậy, độ khó của việc di dời dân vật ra ngoài sẽ rất khó. Hơn nữa an toàn sẽ có vấn đề. Xem ra công tác chuẩn bị của chúng ta phải tăng tốc hơn nữa. Tôi có ý kiến hãy chọn đồng thời những dân vật bắt đầu làm công tác đóng gói. Tôi tán thành. Công tác đóng gói là rất quan trọng, không được để sơ suất gì. Anh nghĩ thử xem, một khi di dời dân vật ra ngoài, mưa gió dãy dầu trên đường bao nhiêu vất vả, đóng gói không tốt khó tránh được tổn thất. Nếu thực sự như vậy, chúng ta không có cách nào ăn nói với nhân dân. Mình và cậu chỉ là quan hệ bạn bè, cả đời này không thể ở bên nhau được. Mình và cậu không phải cùng một loại người. Mình không thích cậu. Alo, là Nhậm Quang đúng không? Tôi là Triệu Quang Hy. Triệu Quang Hy, cậu sống lại rồi đấy à? Cũng không có gì, chỉ là tôi muốn mời anh ăn bữa cơm, nể mặt chứ. Được thôi. Anh Đừng dừng ngay, chúng ta đâu có thân thiết. Không phải hai chúng ta không đánh không quen nhau. Bắt đầu từ hôm nay, anh chính là anh trai tôi. Từ nay về sau, huynh đệ chúng ta kết lại thiên hạ vô địch. Cậu có ý gì vậy? Lúc thì mùa đông lạnh giá, lúc thì lại mặt trời ấm áp, định làm gì? Tôi không có ý kiến gì hết. Không làm gì hết, uống rượu. Xin cạn trước. Nào, cả đời này tôi nói cho anh biết, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng phải chịu khổ nhục. Tôi gọi gió được gió, gọi mưa được mưa. Tôi chưa gặp được ai như anh, cứng đầu cứng cổ, mà Nhược Tư lại còn bảo vệ cho anh. Anh nói xem trong lòng tôi có thể dễ chịu được không? Anh à, nói thật lòng, anh nhường Nhược Tư cho tôi đi. Cái gì? Anh nhường Nhược Tư cho tôi. Không nhường thì sao? Anh không nhường à? Vậy thì đấu thôi. Đấu. Nhà anh có điều kiện, nhà tôi thế nào? Cha anh chính là ở đâu? Cố cùng phó viện trưởng, có đúng không? Đúng. Anh chỉ là thằng bộ đội, nhà anh không có tiền. Nhà chúng tôi có việc, có tiền, có thế lực. Tôi có thể khiến Nhược Tư sống một cuộc sống hạnh phúc. Anh có được không? Cậu thôi đi. Nhà cậu ngoài bố cậu, còn cậu, còn gì nữa không? Văn võ, có gì mà dám so sánh với tôi? Nói cho cậu biết, tình cảm là chuyện của hai người. Có một thực tế là Nhược Tư không thích cậu. Trên người tôi có chảy dòng máu của Nhược Tư. Khi chúng tôi còn đi học, lúc lên núi chơi, tôi ngã từ trên núi xuống, bệnh viện hết máu. Chính Nhược Tư đã truyền máu cho tôi. Vậy chứng tỏ được gì? Chứng tỏ Nhược Tư đó lương thiện. Đã rõ chưa? Không thể chứng tỏ cô ấy thích cậu, cô ấy không thích cậu. Nếu không có Nhược Tư, tôi mất Nhược Tư, sẽ không tìm được cô gái nào như vậy nữa. Cậu thôi đi. Cậu chưa từng có được. Nghe rõ chưa người anh em? Cậu còn chưa có được. Anh, tôi thừa nhận anh được. Anh có năng lực. Anh văn võ song toàn. Anh đẹp trai hơn tôi. Anh tìm một cô gái khác ưu tú hơn Nhược Tư có được không? Cả đời này tôi chỉ có Nhược Tư mà thôi. Tôi muốn cô ấy chịu lấy tôi. Cô ấy không thích cậu. Tôi không. Anh nói xem Triệu Quang Hy có phải đầu óc có vấn đề không? Vừa nãy anh không biết đâu. Cậu ta khóc, mở miệng ra là anh khóc lóc gào thét bảo anh nhường cho cậu ta.
anh đã nói gì? Thiếu chút nữa cậu ta đã quỳ xuống cầu xin anh rồi. Xem ra nhóm đại giáo quan đã bị nước mắt của cậu ta làm cho cảm động rồi. Anh chủ yếu là gì? Không chịu được người khác khóc gì anh? Nhất lại là đàn ông nữa. Nói thật lòng thì anh có chút mềm lòng. Nhưng đại giáo quan có tấm lòng Bồ Tát, vậy thì anh tác thành cho cậu ta đi. Nhược Tư, anh đã nghĩ như vậy đấy. Nhậm Quang Nghị, anh được lắm. Anh coi em là thứ gì? Nhường qua nhường lại. Anh có thể nhường bất cứ thứ gì, chứ không thể nhường em đi được. Xe của Triệu Quang Hy tại sao lại ở đây? Cậu ta đúng là phiền phức mà. Thả ra cả một đàn ông, một đám ông dây quanh cháu. Rồi như vậy đấy. Tuy là vẫn còn hơi đau nhưng cũng đã đỡ nhiều rồi. Điều là do Nhậm Hoàng Nghị làm hỏng con bé rồi. Cháu xem bác sẽ dạy dỗ nó thế nào. Đừng đừng. Thực ra cháu, Nhược Tư đối với cháu, cháu thế nào cũng được. Quang Hy, bác có thể nhìn ra được cháu đối với con gái bác là thật lòng thật dạ. Nên như vậy. Nhưng hôm nay cháu đến đây chủ yếu là có hai chuyện. Bác trai, chuyện thứ nhất là cha cháu bảo cháu đến hỏi bác. Bác có mong muốn muốn làm viện trưởng cố cung không? Nhân tài trong cố cung rất nhiều. Dịch Bồi Cơ tham gia cách mạng từ sớm. Trong ngoài đảng có rất nhiều uy tín và mối quan hệ. Cũng không thể nói như vậy. Bác cũng từng du học ở Nhật về. Với năng lực của bác, cá nhân cháu thấy rằng làm chức quỹ viên dịch vụ thật uổng phí quá. Đây thực sự là ý của cha cháu sao? Đúng vậy. Tất nhiên là cháu cũng có nhắc đến chuyện này với cha cháu. Cháu đúng là người có lòng. Đâu có. Thật ra thì cha cháu bảo cháu đến xác định với bác. Nếu như bác có ý, ông ấy có thể thúc đẩy giúp bác. Được lắm. Dành chút thời gian, bác đến thăm hỏi ông ấy. Không thành vấn đề, để cháu sắp xếp. Còn một chuyện nữa, chính là chuyện của cháu và Nhược Tư. Ý kiến cha cháu thế nào? Ông ấy thích Nhược Tư, thích lắm luôn ấy. Ông ấy nói nếu có thời gian rảnh, ông ấy nhất định sẽ đến nhà cầu thân. Được lắm. Quang Hy, cũng mong cháu truyền đạt lại với bố cháu chuyện hôn ước giữa. Về rồi à? Cậu đến nhà mình làm gì? Nhược Tư nói chuyện kiểu gì vậy con? Quang Hy đợi con đã lâu lắm rồi. Không sao bác trai, mình đến thăm cậu nhân tiện nói chút chuyện với cha cậu. Nói xong chưa? Xong rồi. Đi được rồi đấy. Mình không cần cậu. Nhược Tư. Quang Hy, cháu đừng chấp nhận với con bé. Không sao bác trai, 3 năm rồi, cháu cũng đã quen rồi. Nhưng bác yên tâm, cháu sẽ mãi đối tốt với cô ấy. Quang Hy, chuyện hôn ước giữa cháu và Nhật Tư, hãy về nhà nói với cha cháu, không có vấn đề gì đâu. Tốt quá. Cậu còn chưa đi à? Đi ngay đi. Có câu này của bác thì cháu yên tâm rồi. Cũng không uổng công cháu đợi Nhật Tư 3 năm. Cháu về đây bác trai. Được rồi, được. Có thời gian cháu sẽ lại đến thăm bác. Được. Bác dừng bước, đi đường cẩn thận. Từ nhỏ đến lớn, không có thứ gì là mình không có được. Bao gồm cả cậu nữa, Chu Nhược Sương. Dùng ông đốt người. Con nói xem, có phải Nhậm Hoàng Nghị dạy con làm gì? Cái đó còn cần dạy sao? Từ nhỏ con đã biết rồi. Lấy ông đốt người chính là sở trường của con. Con nghĩ ra điều đó cũng có bằng thừa. Bố, là Triệu Quân Hy bắt nạt Nhậm Hoàng Nghị trước. Có phải con vẫn ở bên Nhậm Hoàng Nghị đó không? Bố đã khuyên con bao lần rồi, tại sao vẫn không nghe? Con cũng nói với bố rất nhiều lần rồi. Hạnh phúc của con muốn tự mình quyết định. Con đừng mong. Quân Hy những năm nay đều rất trung tình với con. Con quen Nhậm Hoàng Nghị mới có mấy ngày. Thằng nhóc đó bố đã quá rõ rồi. Không tiếc trở mặt với bố đẻ của mình. Bỏ lại thừa kế việc nhà, tự mình lập nghiệp. Bỏ học ở trường đại học Bắc Kinh đến Nhật học quân sự. Anh chàng như vậy,
bố tuyệt đối không vừa lòng. Không phải bố không vừa lòng với Nhậm Hoàn Nghị, cũng không phải nhất quyết bắt con lấy Triệu Quang Hy. Bố là vì không nỡ bỏ mối liên hôn quyền lực đó. Sao bố không bắt con lấy luôn Triệu Lập Hy làm má nhỏ của Triệu Quang Hy luôn? Nói năng lung tung. Ta là cha của con, ta vì muốn tốt cho con, tốt cho con, bố cũng nên nghĩ cho hạnh phúc của con mới đúng. Nhật Tư, con hãy nghĩ cho kỹ. Nhậm Hoàn Nghị là quân nhân, bất cứ lúc nào cũng sẽ phải ra chiến trường, mạng sống của bản thân nó cũng không lo được. Con ở bên cậu ta có thứ gì là hạnh phúc? Hạnh phúc là dựa vào ngắn dài để đong đếm hay sao cha? Cha, con và Triệu Quang Hy không phải cùng một loại người. Con người cậu ta không ý tứ, lúc nào cũng ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Bố đừng giả là không biết nữa. Đó là vì rất nhiều phụ nữ không biết bản thân mình đeo đuổi cậu ta. Bố tin là sau khi kết hôn nhất định sẽ tốt thôi. Đó cũng là do nhân cách cậu ta có vấn đề. Cha, con nói rõ với cha rồi đấy. Con cũng như mẹ con sẽ không chia sẻ người đàn ông của mình cho người phụ nữ khác. Nói năng linh tinh. Bố và mẹ con không phải như con nghĩ. Vậy thì thế nào? Bố xem, bố lại không nói được nữa rồi. Mỗi lần nói với bố chuyện này, bố đều không nói đến. Bố, bố chia tay mẹ con bao nhiêu năm nay rồi. Bà một mình sống cô độc bên ngoài. Con vừa mới nghĩ tới, trong lòng đau như bị dao cứa vào vậy. Đó cũng là cách sống mà bà ấy tự chọn. Liên quan gì đến bố chứ? Tại sao lại không liên quan đến bố? Vậy bố nói thử xem, nói rõ ra xem nào. Bố xem, lại như vậy nữa rồi. Bố và mẹ con rốt cuộc là chuyện gì? Bố cứ không nói như vậy, mẹ cũng không nói. Hai người có nghĩ xem con có cảm giác thế nào không? Cô gái đó chính là Chu Nhược Tư, con gái của Chu Tuần Đạt. Chúng ta biết Chu Tuần Đạt sao? Biết lâu rồi. Theo tôi được biết, Chu Tuần Đạt là kẻ kiên quyết phản đối di dời dân vật cố cung. Cô gái này là người đó là Điền Quệ, bác sĩ quân y bệnh viện Lục Quân. Cô ta xưng là em với Nhậm Hoàn Nghị. Hai người đó qua lại rất thân thiết. Sao vậy? Chẳng lẽ thiếu tá cũng quen với cô ta? Làm cho tốt nhiệm vụ của cô thôi. Cho đến giờ tôi nhận thấy tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rất tốt. Vậy cô nói cho tôi, kế hoạch di dời dân vật ra ngoài cố cung có phải đã được phê chuẩn không? Tôi cũng đang rất quan tâm đến chuyện này, sẽ nhanh chóng cho thiếu tá một câu trả lời ưng ý. Đi đi. Rõ. Anh là... Sao nào? Em thật sự không biết anh sao? Tại sao tôi phải biết anh chứ? Anh làm gì thế? Vẫn là mùi vị đó. Anh còn tưởng rằng không bao giờ được ăn đồ của em nữa. Nhớ ra anh là ai chứ? Anh bỏ tay ra, làm gì thế? Bà ngài băng mặt, bắt nạt con gái. Anh à. Sao thế? Có người xấu. Ở đâu? Bên đó, bên đó. Người nãy ở đây, em ở đó, đừng đi lung tung. Sức nào. Trang sức nào.
Cậu không nhìn thấy đâu. Hai người đó ôm ôm ấp ấp, tay nắm tay, trông rất thân mật. Mình nói cậu nghe, cậu ta đúng là một tên khốn. Đừng tin cậu ta nữa. Cậu lừa mình. Mình không lừa. Chỉ còn thiếu lấy máy ảnh ra chụp nữa thôi. Cậu đừng tưởng mình không biết cậu là hạng người nào. Cậu nói xem mối quan hệ rất tốt của người tên Lisa. Mình không có, mình không biết ai tên Lisa. Mình không hề có. Ngoài Lisa ra, cậu vẫn còn mối quan hệ rất tốt nữa. Mình không biết cậu nghe ai nói gì. Nhưng mà hôm nay mình đến là vì muốn tốt cho cậu. Triệu Quang Hy, cậu không nhìn xem bản thân mình là loại người nào. Cậu nói xem mình sẽ tin cậu hay là tin Nhậm Quang Nghị đi. Thế này đi, ngày nào đó mình sẽ đem chứng cứ ra trước mặt cậu. Đến lúc đó xem cậu tin ai. Nhạt nhẽo. Người đó trông thế nào? Cảm giác có vẻ bằng tuổi danh. Lúc đó em hơi quảng, nhớ không rõ nữa. Trước đây đã từng gặp chưa? Có lẽ là chưa. Vẫn là mùi vị như ngày nào. Anh còn tưởng không bao giờ được ăn đồ của em làm nữa. Nhớ ra anh là ai chưa? Được rồi, có anh ở đây không sao đâu. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Anh là ai? Em biết anh là ai mà. Đừng qua đây. Đừng qua đây. Đừng qua đây. Đừng qua đây. Anh là ai? 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 Là ai? Thầy, thầy xem chỗ này đã bị móc. Bức tranh này có nằm trong số dân vật di dời thời kỳ đầu không? Đúng vậy, cái này cũng đem đi. Vậy nên cần tranh thủ thời gian để sửa lại. Thời gian chắc có lẽ vẫn còn kịp. Chắc kịp thôi. Đội trưởng, phát hiện được tung tích của Hân gia. Chuẩn bị hành động. Rồi. Này, có phải cậu nhầm rồi không? Đó đâu phải là Hồn Gia. Người ban nãy tôi trông thấy chính là Hồn Gia. Đó chính là Hồn Gia. Cho người theo dõi hắn sát sao? Xem hắn đến Bắc Kinh rốt cuộc để làm gì. Nhưng không được bức dây động rừng. Rõ. Đường Đức Minh, ban ngày ban mặt bắt nạt một người phụ nữ. Buông ra. Anh, anh. Viện trưởng dịch, phòng trưởng mà. Những cái gương gỗ của chất liệu mỏng, sau khi đặt dân vật vào rồi, không thể đặt thêm những thứ khác được nữa. Hơn nữa lại luôn bị lắc lư. Tôi thấy nếu như vậy dựng chuyện sẽ rất nguy hiểm. Nào đóng lại. Từ từ thôi, biết rồi. Khiêng lên thử xem. Được.
từ từ đã. Tầng dưới cùng của cái hòm e là không đỡ được dụng cụ đồng này. Mở ra xem nào. Không sao, vẫn chưa dở. Giải bông cũ không có độ đàn hồi, ở dưới hòm vốn ép không quá chặt. Đặt thêm ít giải bông vào, nén chặt vào. Được. Đây là giải bông cũ không có tính đàn hồi, không nén chặt được. Khi chúng ta vận chuyển sẽ tồn tại những mối nguy hiểm lớn. Phải thay mới hết toàn bộ. Chỗ thùng cũ đó có thể đem đến thư viện, kho tư liệu đựng sách và hồ sơ. Thùng cũ hãy làm theo như lời trưởng khoa nói. Ngoài ra, chúng ta sẽ xây dựng một lô thùng gỗ chắc chắn để dựng những văn vật khác. Sợi bông cũng phải mua mới toàn bộ. Thùng gỗ đặt làm mới cũng phải thuận tiện cho việc vận chuyển. Anh Doanh, anh nhận thấy kích cỡ nào là thích hợp nhất? Dài 3 tấc độ rộng và cao mỗi cái 1 tấc 5. Tiểu Du, sở tổng dù các cậu tranh thủ thời gian đặt làm thùng đi. Dạ được. Viện trưởng Dịch, trưởng phòng Mã, tôi thấy chúng ta đóng gói cũng phải tìm tòi và áp dụng cái mới để đảm bảo việc vận chuyển không xảy ra vấn đề. Đúng, rất tốt. Tôi thấy có thể đem cảnh đất trấn chuyển đến thùng đồ sứ còn chưa mở ở trong gố cung, xem người ta có thể dùng cách gì để vận chuyển được chỗ đó. Có thể học hỏi kinh nghiệm từ đó. Được, hay lắm. Cố lên, cố lên. Mau. Du Cư, lại đến gặp bác sĩ à? Cậu nói sớm, có phải Diệp Quang lúc nãy ra tay với cậu không? Đúng đấy, các cậu là đám người xấu. Tôi phải bốc thuốc thật đấy. Được rồi, hiểu rồi. Chú ý an toàn. Tên nhóc này, cơm tối đợi cậu về đấy. Bố, hay là chúng ta đến bệnh viện đi. Không cần chuyện bé xé ra to. Chỉ là bố cảm thấy mấy ngày nay hơi mệt thôi. Cứ như là đã một tháng trôi qua vậy. Không giống như chuyện của ngày hôm nay nữa. Bác sĩ nói rồi, người bị bệnh tim nhất định không được lao lực. Không to tát đến vậy đâu con. Thực ra từ bố cảm thấy bây giờ bố đang như còn rất trẻ vậy. Bố không muốn làm ông già bệnh tật đâu. Nếu bố không muốn đến bệnh viện, vậy thì để con gọi Đường Huệ đến khám cho bố. Thôi đi, không phiền người ta nữa. Không sao, Đường Huệ đó không có gia đình cũng không có người thân, sớm đã coi chúng ta như người già rồi. Sau này bố cũng không cần quá khách sáo. Anh đừng khuyên em nữa. Em không muốn nói đến nữa. Em cũng không còn nhỏ. Đến bản thân em cũng không biết mình là ai. Em thấy là tìm được người nhà còn quan trọng hơn cả tìm bạn trai. Nghe anh nói nè, em tìm được bạn trai rồi sẽ tự khắc trở thành người thân, có đúng không? Hơn nữa con người Du Dương thực sự rất tốt. Em và anh ta không thích hợp. Cái gì mà không thích hợp? Bố ở phòng nói anh và Nhật Tư không thích hợp đấy. Anh à, lúc đầu sao lại tin một người không rõ lai lịch như em? Tin và con mắt của anh không sai được đâu. Hơn nữa không chừng mấy ngày sau tỉnh dậy rồi sẽ nhớ lại tất cả thôi. Gần đây em có nhớ ra được gì không? Cũng phải. Anh nhìn Bắc Bình xem, không giống với Đông Bắc chút nào. Không cách nào giúp em được. Diêu Dương là người Đông Bắc, hai người ở bên nhau không chừng có thể giúp được em. Anh à, hay là bỏ đi. Em không muốn để Diêu Dương thất vọng. Em thấy cái hiện giờ cũng rất tốt. Em chỉ mong trời cao có thể để ngày tháng kéo dài lâu một chút. Để Điền Huệ à, gần đây có phải em gặp chuyện gì rồi không? Không có. Mời. Ngài Hôn Gia, đến Bắc Kinh khi nào vậy? Vừa đến chưa được bao lâu. Thầy à, những năm nay tôi thấy rất nhớ thầy. Đây là trợ lý của tôi, cô Dì Mà. Xin chào chú Quỷ Viên, đã nghe danh ngài từ lâu. Mời ngồi. Đừng khách khí. Rời khỏi Nhật Bản cũng 5 năm rồi đấy chứ. Sao tôi lại nghe nói sau đó cô đã theo học trường sĩ quan? Lúc đầu cũng là ý kiến của bố tôi.
Thầy cũng rõ là tôi rất đam mê nền văn hóa các nước, nhất là đam mê với văn hóa Trung Quốc. Phải, tôi nhớ khi đó ở lớp học thêm, tiếng Trung của cậu là tốt nhất. Lần này đến Bắc Bình có chuyện gì vậy? Tôi được điều đến Bắc Bình làm việc tại Sở Nghiên cứu Phương Đông. Đã là sở trưởng rồi. Tuổi trẻ tài cao, tốt lắm. Thầy, tôi muốn mạo muội hỏi thầy một chuyện. Cậu cứ nói. Tôi nghe nói văn vật cuối cùng muốn dời đi. Viện trưởng, chuyện này nếu làm không tốt, người Nhật chưa chắc đã đánh chiếm được Bắc Bình. Cho dù có đánh vào Bắc Bình cũng chưa chắc phá hoại được cố cung. Tham gia, cậu và tôi là tình thầy trò lâu năm, không bàn về việc nước. Được, chỉ là tình cũ không bàn việc nước. Lần này tôi tới có đem một món quà tặng, mong thầy đừng chê. Đừng khách khí như vậy chứ. Cẩn thận, cẩn thận. Nhất định phải giữ cho chắc vào. Gói chắc vào. Sư phụ, cầm lấy. Đầu dây của Tôn Tứ Phương ghi lại rồi. Xem kìa, đã đóng gói xong rồi, xong cả rồi. Được, rất tốt. Chỗ này đã đóng thùng xong rồi. Nào nào, viện trưởng dịch, cảnh đức trấn sao lại vận chuyển được đồ sứ thế? Một, hai, ba. Mỗi một chiếc bát được buộc dây 10 lần. Mỗi bó dùng rơm để cố định lại. Thế này đi, chúng ta thả nó từ trên cao xuống. Chúng ta thử nghiệm thế nào? Được, ý kiến của viện trưởng như vậy. Mời các cậu chuẩn bị nào. Được rồi, nào, chuẩn bị. Cách này rất tốt. Nhất định phải cẩn thận đấy. Một, hai, lên. Qua bên đó. Đúng đấy, cẩn thận. Đi từ từ thôi. Đúng. Tác phẩm của Lâm Mục Xuân Tính. Tốt lắm, hay lắm. Quyển chuyển nho nhã. Hay, hay lắm. Thầy, thầy thích là được rồi. Để có được bức tranh này quả thật không dễ dàng. Cảm ơn. Rất cảm ơn. Một chút tâm ý, không cần khách sáo. Quý viên chú, thầy và ngài Hân Gia đã lâu không gặp. Hai thầy trò tình nghĩa sâu đậm khiến Kiyoma rất cảm động. Thế này đi, tôi chụp cho hai người một tấm hình làm kỷ niệm. Được chứ? Được. Được, được. Nào. Nào. Gần một chút. Được rồi. Sẵn sàng. Thả. Mà mở ra xem. Tốt không? Không dở chút nào. Rất tốt. Đóng gói của cảnh đức trấn thực sự để chúng ta ngưỡng mộ. Ý kiến này rất hay. Chúng ta có thể đến chỗ tiệm đồ cổ của xưởng Lưu Ly, tìm lấy thương nhân, xem kỹ năng đóng gói của họ. Cách này hay thì nên truyền đạt lại, đúng không? Thêm một phần nữa. Được, đúng rồi. Quyết định như vậy đi. Hay hay. Quý viên chú, Nhật Bản cũng như Trung Quốc có rất nhiều nền văn hóa quý giá. Hai nước Trung Nhật ở rất gần nhau, vốn nên giao hòa, giao thoa. Hơn nữa văn hóa phương Đông chúng ta là tận tâm bảo vệ những nhân vật cổ. Bảo vệ nhân vật cổ tốt, đó là sự nghiệp công đức lớn lao. Nhưng thầy à, tôi nghe nói phía cố cung hình như có hiểu lầm gì đó với phía Nhật Bản. Nhật Bản vẫn luôn rất coi trọng văn hóa Trung Quốc, cũng như tôi rất tôn trọng người thầy như thầy. Nhật Bản luôn xem Trung Quốc như thầy, như người thầy đáng kính của mình. Cố cung lại là vinh quang của văn hóa Trung Quốc. Theo công ước quốc tế, Nhật Bản tuyệt đối sẽ không động vào một khúc gỗ, một nhánh cây của cố cung. Nhưng có người lại không nghĩ như vậy. Xem ra chuyện di dời nhân vật cố cung là có thật.
đang chuẩn bị để di dời ra ngoài rồi. Một khi chiến sự cấp bách sẽ di dời dân vật đi ngay. Nói như vậy chính phủ quốc dân đã phê chuẩn kế hoạch này rồi. Đó chính là chính sách của chính phủ quốc dân. Đáng tiếc, đáng sợ. Di dời dân vật vốn là một chuyện hết sức khó khăn. Trong lúc vận chuyển nhất định sẽ có tổn hại. Một khi hủy hoại rồi không thể phục hồi được, như vậy sẽ khiến lòng người thương tiếc. Cậu nói rất đúng. Đó cũng là điểm mà tôi lo lắng. Bây giờ là thời khắc quyết định. Thầy, thầy có nghĩa vụ đứng ra ngăn cản hành vi ngu xuẩn đó. Tôi là lực bất tòng tâm. Lời tôi nói không ai chịu nghe. Thầy, mục đích bảo vệ dân vật của chúng ta là rất thống nhất. Nếu thầy có cần gì, sở nghiên cứu phương đông chúng tôi có thể hết lòng hiệp trợ. Ngài Hôn Gia, bây giờ là thời khắc nhạy cảm. Những lời như này không tiện nói ra. Nhưng mà hiện giờ là lúc cần thiết nhất để bảo vệ giá trị dân vật. Hơn nữa cũng là lúc để cá nhân thầy phát huy cơ hội tuyệt vời nhất. Mời. Thầy, xin dừng bước. Lời đề nghị vừa nãy mong thầy hãy cân nhắc. Hôm khác tôi sẽ đến thăm hỏi thầy sau. Được. Vậy tôi xin cáo từ. Bố, hai người đó là người Nhật à? Bố, thời gian này bố ít qua lại với người Nhật thôi. Khi bố còn du học ở Nhật, đã từng làm thầy chủ nhiệm của một lớp tiếng Trung. Hôn Gia là học sinh của bố. Học sinh đến thăm thầy, bố cũng đâu thể không cho vào. Nhật Bản là kẻ địch của Trung Quốc. Hơn nữa hiện giờ Bắc Bình, đại bộ phận người Nhật đều là đặc vụ. Đâu có nghiêm trọng đến vậy. Là Hoàng Nghị nói với con điều này đúng không? Có phải hai đứa vẫn còn qua lại không? Sao bố lại chuyển chủ đề sang con? Con đang nói với bố về chuyện qua lại với người Nhật mà. Hai nước đánh nhau cũng đâu thể ngăn cản tình bạn qua lại được chứ. Được rồi, Hân Gia là học sinh của bố, đó là chuyện của trước đây. Còn hiện giờ thì sao? Anh ta có thân phận gì, bố có hiểu không? Lỡ anh ta là đặc vụ thì sao? Không cần con phải dạy bố. Bố tự biết chừng mực. Con không nói chuyện này nữa. Bố định khi nào sẽ đi làm đây? Làm gì? Cố công hiện giờ đang bận tối tăm tối mũi. Bố không đi làm mọi người đều nhìn vào đấy. Bố thấy không khỏe. Con không nhìn ra là bố có bệnh gì cả. Bố là tâm bệnh thì đúng hơn. Con nói đúng. Bố không đồng ý di dời dân vật. Có ai nghe lời bố không? Bố không đi làm là muốn chống đối với bọn họ. Bố. Đúng rồi. Bố còn muốn nói với con, con nhà nhậm Hoàng Nghị, bố kiên quyết phản đối. Cửa nhà Hành Gia vẫn luôn đóng. Hai ngày rồi vẫn không thấy hắn ra. Tôi thấy không có bất thường gì. Người đã bỏ chạy từ lâu rồi. Thỏ sa vào chuồng. Hắn ta còn gian xảo hơn cả cáo. Tiếp tục quan sát. Rõ. Thiếu tá, tướng quân gọi điện đến. Tướng quân thông báo với chúng ta nhất định phải ngăn cản được bọn di dời dân vật. Thiếu tá, di dời dân vật bất bình sau đó nhất định có sự ủng hộ của liên quân và chính phủ. Cứ dựa vào lực lượng của chúng ta thì sao nào? Tôi nói cho cậu biết, nhiệm vụ có khó khăn hơn nữa, chúng ta cũng phải nhất định hoàn thành. Lãnh thổ Trung Quốc sớm muộn cũng sẽ thuộc về chúng ta. Dân dật trên mảnh đất đó nhất định sẽ nằm trong sự khống chế của đế quốc Thiên Hoàng chúng ta. Thuộc hạ đã hiểu. Báo với Sakura đem tin dân dật Bắc Bình đã được di dời đi, truyền ra ngoài. Chỉ cần truyền ra ngoài, Bắc Bình nhất định sẽ nổi lên một đợt sóng gió. Trung Quốc có câu tục ngữ thế này: có được lòng dân mới được thiên hạ, ý dân đặt lên hàng đầu. Muốn di dời dân dật Bắc Bình không dễ như vậy đâu. Rõ.
đến chuyện người Nhật tặng thêm trung thu cũng đã tra ra. Đang trong hội này cũng có tác dụng gì không? Trước khi Nhậm Chính Thu còn chưa gả đi, cô ta sẽ không có bất cứ quan hệ gì với Đan Thanh Hội hết. Đinh Huệ, chị, có chuyện gì cần chị giúp không? Không cần. Chị bóc cái này được chứ? Được, chị à. Tối nay anh em có về không? Có chứ. Hồi nãy gọi điện nói lát nữa sẽ về. Dương Lập Văn, cậu tưởng chó đấy hả? Mũi chó ngửi thấy mùi là đấy. Tôi còn lợi hại hơn, tôi là chó cảnh sát. Tôi bàn với chị chuyện này. Chị nói tôi xem. Đẹp trai, lại có tiền. Đi theo tôi ăn ngon mặc đẹp, không phải lo lắng về chuyện tiền nông nữa. Chị hãy nghĩ thử xem. Ai có tiền chứ? Tiền của cậu chứ đâu phải tiền của tôi. Chúng ta còn quan hệ gì chứ? Tiền của tôi chẳng phải của chị sao? Chỉ giỏi cái miệng thôi. Tôi hỏi cậu, chuyện kia đã làm chưa? Chuyện gì? Đang thanh hội. Việc chị dặn tôi nhất định sẽ làm. Nhưng chị cũng đừng sốt ruột, từ từ đã. Quang Nghị đến rồi kìa, tôi đi xem xem. Hai người này đến là điều rồi, còn đem theo đồ gì nữa? Chị đâu? Đang bận. Nhắc Tào Tháo đến rồi. Chị à, em thấy chị và anh Lập Văn thật sự rất xứng đôi. Chị giỏi ầm ĩ thôi. Được rồi, được rồi, đừng biết nói nữa, giao đi. Để em giúp cho. Tiểu Điền, nếu ăn ngon đến vậy, chị mà là đàn ông, chị sẽ lấy em như làm vợ ngay. Đảm đang quá. Bây giờ dân dịch cố cung về phía nam. Đây là tin mới đây sao? Thông tin của cô có đáng tin không? Chủ biên lương, trước đây tôi đã báo tin giả bao giờ chứ? Nhưng tin này của cô tôi thấy có chút hơi chính diện. Cô xem trong đó không thể hiện thái độ của cố cung. Thế này đi, tôi thấy cô nên bổ sung mấy cuộc phỏng vấn nữa. Sau này sẽ đăng lên. Chủ biên, cố cung đang giữ bí mật về tin này. Họ sẽ không chấp nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào. Không đợi nữa, chúng ta sẽ không được tin độc quyền đâu. Cũng phải. Hiện giờ tôi bính văn Mã Kim Sơn, sơ bộ đã được chuyển đến biên giới Liên Xô rồi. Hiện giờ quân Nhật đã chiếm đến Hai La rồi. Người Nhật bước tiếp theo có phải sẽ dùng đến Bắc Bình chúng ta? Bọn chúng chỉ mũi vào sông sông nhiệt. Cách Bắc Bình rất gần đấy chứ. Nào ăn cơm thôi. Ngồi đi, ăn thôi. Mọi người ăn trước đi. Em phải đi đã. Vội vàng thế làm gì? Ăn xong rồi hãy đi. Không được chị à, bệnh viện trong bệnh nhân đợi em. Mọi người cứ ăn tự nhiên. Nào chúng ta ăn thôi. Bức ảnh rất đẹp. Cảm ơn chị Nhật Tư. Điện Quệ, chị tiễn em. Chúng ta rất đẹp. Không có gì, nói gì? Chứ phải mà. Nhất định là khen anh rồi. Tôi đã từng thấy người mặc dày nhưng mà chưa thấy ai mặc dày như cậu. Uống rượu, nào. Món này rất ngon. Điện Quệ, anh về rồi. Chị Chu, ngon không? Là Điện Quệ làm đi. Sao về muộn thế? Thế nào? Minh Minh đã ngủ chưa? Ngủ rồi. Thời gian qua nhanh thật đấy. Mới chớp mắt Minh Minh đã lớn vậy rồi. Có đứa con này đúng là vất vả cho cô rồi. Nào, chúng ta qua bên kia.
Trần Đan. Trần Đan. Hả? Cảm ơn chị. Xin chào. Hai chúng ta có cần nói chuyện nữa sao? Lại làm về cho mình hôm nay sao? Không phải vẫn còn đôi đang đi sao? Dù sao tôi cũng rảnh không có việc gì làm mà. Chính Thu à, cô già Lập Văn rốt cuộc thế nào rồi? Quyền của Minh Minh, cô định sẽ mãi giấu cậu ấy sao?